Xin chào tất cả các bạn. Đợt này miền Bắc đang trong thời gian giao mùa, mưa mưa nắng nắng, trời suốt ngày âm u mịt mù. Nên nhiều khi là chỉ lên cho gà ăn thôi. Đấy, gà đang mổ nhau bên kia đấy. Cũng không ngó ngàng gì đến vườn. Và y như rằng không chịu ngó vườn cái là có vấn đề ngay. Đây, như các bạn có thể thấy cái cây chanh của mình đây. Đấy. Không ngó đến cây chanh đang ra hoa đậu quả rất là nhiều mà không ngó đến cái là dẹp rất là nhiều, tại vì là thời tiết miền Bắc đang âm u mịt mù và rất là ẩm ướt. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cây chanh mình đang bị dẹp sáp đấy, có cả kiến bò đấy, đó, kiến với dẹp nó cộng sinh với nhau mà rụng hết cả quả. Ui, đây cành này còn bị đen cả cành đây, dẹp trắng hết cả kẽ lá. Bây giờ mà không loại trừ mấy ấy kiến đuổi kiến nhanh thì mấy hôm nữa là trắng cây ngay mà. Đây, kiến nó đang hành quân lên này. Đấy. Dẹp sáp trắng xóa đấy ạ. Bông bông trắng trắng ấy. Và hôm nay mình xin được chia sẻ cách loại trừ và phòng chống dẹp sáp ở cây chanh nói riêng cũng như các họ cây cỏ mùi nói chung. Mời các bạn cùng xem và tham khảo video với mình nhé. Đầu tiên là mình sẽ rửa sạch dẹp sáp bằng vòi nước áp lực cao. Mình sẽ dùng cái bình 2 lít mình phun rửa sạch các loại dẹp sáp này đi. Sau đó mình sẽ dùng một số loại chế phẩm hoặc là thuốc sâu sinh học mình phun để an toàn cho cả cây, cả người và cả môi trường xung quanh nhà. Tại vì là cây là mình trồng tại nhà chứ mình không phải là mình trồng ngoài vườn hoặc là mình trồng công nghiệp để mình bán. Như họ trồng thì họ trồng với số lượng nhiều, họ có những loại thuốc đặc trị riêng. Đây mình trồng tại nhà, mình sẽ ưu tiên những loại thuốc sinh học và những loại chế phẩm để an toàn cho cả người, cả cây và cả môi trường. Sau khi rửa xong dẹp sáp thì mình sẽ loại trừ và xua đuổi kiến, tại vì kiến và dẹp sáp cộng sinh với nhau. Khi dẹp sáp ăn chất diệp lục ở trên lá cây và những ngọn non này thì sẽ tiết ra một cái chất như chất đường để kiến nó tha về tổ. Và để xua đuổi kiến thì đầu tiên là các bạn phải dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực cây trồng cũng như ở dưới gốc cây và thùng trồng cây để kiến không có nơi trú ẩn. Tiếp đến là mình sẽ dùng một số loại bẫy bả để loại trừ kiến. Đây, các bạn có thể thấy đấy, kiến nó đang bâu xơ nhâu vào đây, rụng hết cả quả chanh rồi. Đầu tiên là rửa dẹp thì mình sẽ dùng cái bình 2 lít này mình bơm căng hơi, mình xịt xịt cho nó sạch dẹp đi. Đấy, các bạn có thể thấy đây, sạch luôn. Đấy, cành này đen đen, kiến đang bò bò đây. Các bạn cứ bơm căng hơi, các bạn rửa rửa sạch sẽ cả cây đi cho mình. Đấy. Sau khi rửa sạch, mình bắt đầu mình phun các loại chế phẩm, các loại thuốc sinh học để phòng trừ dẹp sáp. Và bên cạnh phòng trừ dẹp sáp thì mình sẽ đánh một số loại bẫy bả kiến để loại trừ cả kiến luôn, tại vì là kiến với dẹp cộng sinh với nhau mà. Đây, các bạn có thể thấy cành này đây. Dẹp nó đu bám, kiến nó đu bám mà rụng hết cả quả non này. Đấy, mình xịt đấy. Đây, cái cành đằng sau mình nhiều đây. Đây, cành đây trắng trắng ấy. Đấy. Xịt cho bạn xem. Đấy, xịt cái nó sạch ngay mà. Trước mình cũng bằng cách này mình loại trừ dẹp sáp ở cây đu đủ ấy. Nhưng mà cái đu đủ thì nó to, là chắc hơn thì mình sẽ dùng máy bơm mình xịt. Đây thì cây chanh thì nó hơi yếu ớt nên là mình cứ dùng cái bình 2 lít và mình xịt cho nó lành, với cả quả đang bé này. Quả bé xíu này mình xịt bằng vòi nước áp lực cao khéo xịt bay quả. Xịt cái bình 2 lít này bơm căng hơi lên để một tia xịt rửa sạch hết ngay. Sau khi mình đã xịt và sạch dẹp xong thì mình tiếp tục mình đi pha các loại chế phẩm để mình phun phòng cho cây luôn. Những cái chế phẩm sinh học rất an toàn cho người và cây
và môi trường xung quanh. Và để phòng và loại trừ dẹp sáp thì mình hay dùng những cái loại chế phẩm đó là BOB hoặc là thuốc trừ sâu sinh học Garian và dầu lim lem. Đây các bạn chú ý nhá. Cái gói BOB này thì ở trong cái gói này nó sẽ có hai gói nhỏ. Thì các bạn chiết xuất ra, như mình đây mình sẽ chiết xuất ra hai cái lọ thuốc đau mắt. Lúc nào mình dùng thì mình pha vào cái bình này chứ mình không pha chung luôn. Cái dầu lem lim này thì nó có tác dụng là để bám dính và xua đuổi. Các bạn không có dầu lem lim này thì các bạn có thể dùng một vài giọt nước rửa bát. Ví dụ như bình 2 lít này thì các bạn dùng 3 đến 5 giọt nước rửa bát thôi để tăng tác dụng bám dính cho những loại chế phẩm sinh học hoặc thức trừ sâu Radian này để ok hết. Và sau khi mình đã phun phòng để loại trừ dẹp sáp thì mình sẽ xua đuổi kiến. Xua đuổi kiến thì mình sẽ dùng một là bã cà phê để xua đuổi kiến, hai là mình dùng thuốc diệt kiến, bẫy bả diệt kiến rán. Đây là thuốc nhỏ đấy ạ. Xem đường đi kiến nó bò chỗ nào thì mình giỏ vào đường đi của kiến thì kiến nó sẽ tha về tổ là ăn. Hôm nay mình sẽ dùng cái gói chế phẩm sinh học BOB này, mình phun và loại trừ dẹp sáp. Thì các bạn dùng chế phẩm sinh học hay là thuốc trừ sâu sinh học lại loại an toàn nhất thì các bạn nhớ đọc kỹ, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và công dụng của thuốc hoặc là của chế phẩm sinh học. Như chế phẩm sinh học BOB này nó có một cái rất là hay là không phải cách ly, có thể sử dụng bất kỳ lúc nào, kể cả thời gian thu hoạch. Và liều lượng một gói này là có 2 ngăn thì pha từ 100 đến 200 lít nước. Như đây mình dùng cái bình 2 lít này thì mình cho mỗi loại chỉ 5 giọt thôi là ok. Và một ít dầu lem lim làm chất bám dính, hoặc là không, các bạn không có dầu lem lim các bạn có thể dùng 3 đến 5 giọt nước rửa bát. Các bạn cho vào, các bạn xóc đều lên để ok hết. Đây mình sẽ cho vào cái bình 2 lít này của mình khoảng 5 giọt thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Cái này cũng khoảng 5 giọt. Một, hai, ba, bốn, năm. Cái dầu lem lim làm chất bám dính nữa. Không có dầu lem lim thì các bạn sử dụng một vài giọt nước rửa bát thì ok. Và 5 giọt nước rửa bát rất tốt, nó làm chất bám dính mà không có gì cả. Sau khi cho các chế phẩm vào bình rồi thì mình sẽ đậy kín lại và lắc đều lên để cho được các chế phẩm và thuốc sinh học được hòa lẫn vào với nhau. Sau đó mình sẽ đem phun. Đây như cây chanh của mình đây thì mới bị ít thôi và mới chớm bị dẹp sáp thì mình chỉ dùng một lần sẽ hết sạch dẹp sáp. Như các cây của bạn bị nhiều và bị nặng hơn thì các bạn dùng cho mình 2 lần đến 3 lần và mỗi lần cách nhau 1 đến 2 ngày phun các loại thuốc sâu sinh học hoặc là phun các loại chế phẩm. Thì các bạn lưu ý là phun vào buổi chiều mát nhé. Sau khi đã phun thuốc và các loại chế phẩm để phòng trừ và loại trừ dẹp sáp xong, mình sẽ tiến hành rắc bã cà phê mình đã phơi khô. Mình rắc xung quanh gốc cây để xua đuổi kiến. Mình cứ rắc quanh mặt thùng thôi là ok. Cái bã cà phê này đuổi kiến rất là tốt. Những kiến mà các loại côn trùng có hại cũng xua đuổi luôn. Đấy, xong à. Khi mà cái bã cà phê này nó hoai mục thì nó thành phân bón hữu cơ cho cây luôn. Cũng rất là tốt. Một công đôi việc. Rắc bã cà phê xong thì mình tiếp tục. Mình tìm đường kiến đi để mình nhỏ thuốc kiến rán. Đấy, đây mình tìm được tổ kiến ở đây đây.
mình vừa nhỏ mấy giọt thuốc kiến dán vào. Đấy. Đấy. Các bạn có thể thấy kiến bắt đầu bu vào để ăn. Xong tha về tổ là cả tổ. Chào tạm biệt các bác em ngược hết. Đấy, ghê không? Ghê không? Chưa đầy 5 phút mà kiến nó súng xít vào này. Đấy. Kiến này cộng sinh với dẹp, con kiến là con dẹp. Tổ kiến ngay cạnh cây chanh luôn. Các bạn có thể thấy. Và cuối cùng video clip chia sẻ cách loại trừ và phòng chống dẹp sáp ở cây chanh cũng như các loại cây có múi của mình đến đây xin phép được kết thúc. Các bạn có chỗ nào không hiểu thì xin để lại câu hỏi dưới phần bình luận của video. Mình sẽ trả lời đầy đủ và dễ hiểu hơn. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.